Mình sẽ chỉ cho mọi người cách đi mua đồ ăn trong McDonald's mà đi bằng xe hơi nha. Đầu tiên là mình sẽ đến ngay cái cửa hàng của McDonald's này đó, xong rồi mình sẽ vô. Đây là một trong những cái trải nghiệm mà những ai đi xe rồi thì biết, những bạn không biết đúng không? Quay cho cả nhà coi. Khi mình đi vô xong mình sẽ có con đường nè. Con đường này nó sẽ ôm cái dòng xoay này. Nó sẽ ôm cái dòng xoay một vòng ha. Đó. Mọi người coi nha. Rồi mình sẽ đi đến đây, nó sẽ có một cái quầy mà nó sẽ nói luôn mọi người. Lát quay cận cho mọi người. Đây mình sẽ mua cho mọi người coi. Trên xe mình hiện tại đã có 5 người nha. Mấy bạn ăn cơm rồi nên mình sẽ mua cái món khác. Xin chào, mời khách cho em tổng cộng là 5 cây kem. Anh lấy 5 cây kem ốc quế đúng không? Đúng rồi, với lại cho em một cái bánh hamburger mà chỉ lấy là rau với lại truy á. Rau với ăn chay, ăn chay á. À, vậy thì cái salad lắc truy mình ăn chay được không? Salad thì anh không lấy thịt ở trong đó thì ăn chay được. Rồi vậy cho em một cái salad chay cộng với một cái bánh hamburger chay với lại một chai nước suối. Mà không lấy thỏi. Ok, nhưng mà nhớ phải có rau nha, có cà chua với rau nha. Lưu ý là xịt xịt giùm em ớt tương vô luôn nha. Cà chua với rau thì em sẽ lấy bò phô mai đặc biệt, không lấy bò. Ok. Nhưng mà nhớ có 5 cây kem nè. Nhớ cho xịt giùm em cái tương ớt lên trên cái miếng hamburger luôn nha. Ở trong đó có tương cà rồi anh. Ok. Một cái bò phô mai đặc biệt, không lấy bò, với lại anh lấy cái salad đúng không? Đúng rồi, salad chay. Ủa mình có sữa hạt không? Dạ em có trà kem sữa. Chị cho một cái trà kem sữa đi, bỏ nước suối đi. Sao kì tính tiền trà ở đây sao? Trà kem sữa em lấy xe lớn thì mình dùng thoải mái thôi. Ok. Mình dùng chỉ thêm không ạ? Đủ rồi chị, thêm nữa. Chị em đọc lại order của mình nhé. Mình có một cái bò phô mai đặc biệt không lấy bò, một cái salad không lấy thịt ở trong đó, với lại 5 cây kem, một cái trà kem sữa xe lớn. Ok, các bạn lên. Ok, dạ. Sau khi ăn đi xong mình sẽ chạy lên đây, mình sẽ trả tiền cho các bạn này. Và sau khi trả tiền cho bạn này xong, bạn này sẽ cho mình một cái bill. Mình cầm cái bill để chạy thẳng lên trên kia để mình lấy đồ ăn. Đó, mình thấy đơn giản không? Quan sát hành trình nha. Chị, cái dòng Ray Runway này nó gọi là cái gì ta? Trên mặt nó gọi là Ray Ru đúng không? Ray Ru. Ở đây nó gọi là Rai Ru. Và hiện tại là ở thành phố Hồ Chí Minh chỉ có một số chi nhánh có thôi. Cho mình luôn nha. Ở Sài Gòn là có mấy cái Rai Ru ta? Hai cái Rai Ru à? Rồi giáp với lại ở đây. Cái quận 6 là không có hả? Rồi. Không biết chứ không có hả? Không ơn. Chút nữa mình lên cửa trên nhận đồ ăn giùm em ha. Đi đi đi. Cảm ơn. Mình cầm cái bill này, mình sẽ lấy vào đây. Dừng lại, dừng lại là gì là hay. Đây à. Thật ra thì mình đi với rất là nhiều người bạn đi chung mà mọi người đều cảm thấy là đây là anh Tứ cho lần đầu tiên trải nghiệm. Hầu hết nhân viên mình thì biết hết trơn rồi, biết chưa em? Hầu hết là nhân viên của Tứ đều là biết hết rồi. Nhưng mà những lâu lâu đi với đối tác đó cũng thấy lạ. Anh Tứ là ăn hay ăn thường xuyên hả? Rai-ru. Mình biết nó xoay rồi, mình biết tên Rai-ru. Bây giờ biết tên là Rai Ru rồi. Ở Mỹ có nhiều, việc này không có. Có hai cái, ở chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh có hai cái. Chà kem sữa đợi tí. Cái này kem này nhiêu cây? Dạ. Kem này nhiêu cây? 10.000 cây. Cảm ơn chị. Bữa nào mọi người thử trải nghiệm đi, cái kem này là 10.000. Xong mọi người đi chiếc taxi khoảng 20.000 là 30.000. Ngồi lên taxi đi vòng ra nha. Mình đứng cái đầu ngõ quẹo ra vòng rồi 30.000. Qua cái kem trải nghiệm thử nha. 30.000 thôi. Nếu mà mọi người không có xe hơi thì mọi người trải nghiệm thử bằng taxi á. Cũng vui. Kem có 10.000 cây. Đây là chiến thuật gọi là kích cầu của McDonald's. Chỗ bán rẻ cho ta vô chứ là 10.000 thôi lời. Không cách nào lời được chứ. Cảm ơn chị nha. Bye bye. Rồi. Mình sẽ mua, mình sẽ khui cái đồ ăn của mình ra nha. Hiếu gặp anh Hiếu. Mình sẽ lấy cái bánh hamburger ra, cảm ơn anh Diễm. Quay vô Diễm rồi, Diễm đang cầm cái kem. Quay cho cả nhà mình coi. Cảm ơn ba cái kem. Một hộp salad chay của Tứ.
bánh hamburger chay. Ăn cái bánh hamburger chứ đẹp. McDonald's nổi tiếng nhất là bánh hamburger và cũng có ăn chay nha. Chị bởi ăn bánh hamburger chay cắm ăn nó ăn mặn nó gió. Mấy người coi xuống sơn xác xong mình chửi người ta không mà. Tội nghiệp chết, nghiệp chết, nghiệp buộc á. Độ ngon của bánh hamburger của McDonald's thì không phải bàn cãi. Giờ bánh mềm mà ngon nhất là trả tiền nhiều á. Cái này cũng ngon, nếm bỏ. Stop, bye bye. À quên, quên. Mình là Sam Anh Tứ, chia sẻ clip hậu trường ngày cho đám cưới. Đang có chương trình khuyến mãi 100 triệu, 90 triệu nha, bye bye.